những câu chuyện giáo dục về đức hạnh. Hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ câu chuyện gì Ngô Tôn khuyên chồng. Ngô Tử Điềm là người Thường Châu, triều nhà Minh. Kế mẫu của ông là Đường Thị, vì yêu chiều đứa con riêng của bà mà ngược đãi Tử Điềm. Tử Điềm cũng có lúc khó mà nhẫn chịu. Vợ ông là Tôn Thị thường vì thế mà khuyên can ông. Thưa mẹ, con đã về. Thưa mẹ, còn sớm thế này mà đã về rồi à? Thưa mẹ, hôm nay con nghe dì Ngu nói anh trai của cậu ta muốn lên tỉnh ứng thí, con cũng muốn được đi thi. Đi thi? Ngươi không đi mà soi gương xem bộ dạng của ngươi ra sao? Từ khi tôi được gả vào nhà Ngô, chưa bao giờ nghe qua tổ tiên có ai thi đỗ đạt công danh cả. Điều này thưa mẹ, mẹ hãy để con thử xem. Ngươi đừng có nằm mơ, làm gì có tiền đưa cho ngươi làm lộ phí chứ. Còn nữa, cha ngươi đi buôn bán, mỗi lần ra đi là cả mấy tháng trời. Ngươi muốn đi thì đi, ruộng của nhà mình thì ai lo? Ngươi muốn chúng ta đều chết đói hết sao? Thưa mẹ, được rồi, đừng lắm lời. Ăn cơm xong rồi hãy mau đi chẻ củi đi. Lớn như thế này rồi mà không hiểu chuyện gì cả, cả ngày chỉ biết đọc sách. Mau đem những thứ này đi đi. Nàng nghe không vậy? Ta muốn nàng đem những thứ này đi chỗ khác. Tướng công, có phải cơm canh nguội lạnh không? Để thiếp đi hâm lại cho chàng. Không cần, không cần đâu. Nàng xem, cái mà chúng ta ăn là thứ gì? Bánh mì cứng như đá vậy. Còn em trai thì sao? Nó ăn là bánh bao trứng gà. Mẹ có tâm thiên gì như vậy? Quả thật là rất quá đáng. Làm sao có thể khiến ta nuốt trôi cục tức này được chứ? Tướng công đừng giận. Bách thiện hiếu vi tiên, chúng ta là con cái, điều đầu tiên phải làm được hiếu thuận cha mẹ. Cái khổ này có nhầm nhò gì chứ? Người mẹ như vậy không đáng để ta hiếu thuận. Mẹ dù có sai cũng là mẹ của chúng ta. Ta mỗi ngày trời còn chưa sáng đã ra đồng làm việc, nhưng mẹ thì không đánh cũng mắng. Em trai ham ăn nhát làm, mẹ thì không nói tới, thậm chí còn len lén cho tiền em trai nữa. Ta phải chịu đựng sự ngang ngược như vậy. Ta muốn đi lên tỉnh ứng thí, mẹ lại ra sức ngăn cản, một xu tiền cũng không chịu đưa. Có đạo lý nào như vậy không chứ? Mẹ la mắng cũng là muốn tướng công càng cố gắng hơn. Em trai hãy còn nhỏ, nên việc mẹ cứng yêu em cũng là phải thôi. Còn việc thi cử này, mẹ đã không đồng ý thì hãy tạm thời gác lại vậy. Dì thiếp cũng cảm thấy là nên lấy việc tận hiếu làm trọng. Tục ngữ có câu, huynh trưởng là cha, chàng vốn là anh lớn, càng nên vì em trai làm tấm gương tốt vậy mới đúng. Muốn làm thì nàng làm đi, đừng quên là mẹ bình thường đối đãi với nàng ra sao. Mẹ ơi, trời lạnh rồi, con pha cho mẹ một ít nước ấm. Mẹ ngâm chân ạ. Cửa không đóng, con bước vào đi. Nước nóng thế này, ngươi muốn làm phỏng chết ta sao? Thưa mẹ, con không có. Ngươi còn đứng đây làm gì? Cút đi cho ta. Không thể trách mẹ, có trách là trách thiếp là không tốt. Tướng công, phụ thân mấy ngày nữa sẽ trở về. Thôi được rồi, chúng ta đừng để cho cha về chuyện nhỏ này mà lo lắng. Đừng nói nữa mà, ta biết rồi. Con nhìn gì vậy? Con không mau ăn đi. Mẹ, cha vẫn chưa nói đã mua cho con những thứ gì. Thằng bé này không hiểu chuyện gì cả. Ăn cơm đi rồi hãy nói. Con xem, cái lần này trở về vui quá, suýt được quên mất.
Con oan, cha sẽ đi lấy cho con. Sau khi tôi đi rồi, con trai và con dâu có hiếu thuận không? Có làm cho bà tức giận hay không? Việc này con dâu cũng có nghe lời. Có điều thằng con trai lớn của ông nó sao? Bà nói thẳng ra đi. Mỗi ngày thăm ăn nhát lạ, mặt trời lên cao rồi mới chịu ra đồng làm việc. Chưa được nửa ngày đã quay về rồi. Tôi có nói mấy câu thì nó đã cãi lại rồi. Cả ngày mặt mày khó chịu, giống như ai thiếu nợ nó vậy. Thần nghịch tử, tao phải dạy dỗ nó. Hôm nay trước mặt tổ tông, người phải nói cho rõ ràng. Liệt tổ liệt tông ở trên cao, con là Ngô Tử Điềm thật sự không có cãi lời mẹ. Ông nói lời này của Tử Điềm rõ ràng là nói tôi đã vu cáo nó. Người hãy nói mau, rốt cuộc người có bất kính với mẹ hay không? Thưa cha, con không có nói dối. Con mỗi ngày đi sớm về muộn, ăn toàn bánh mì cải muối, mặc áo cũ, đi giày cũ. Còn em trai thì mỗi ngày đều ăn bánh bao trứng gà, mặc áo, mang giày mới. Mẹ đối với con không đánh thì mắng, nhưng Tử Điềm trước giờ chưa từng có chỗ nào bất kính với mẹ. Tướng công, chàng nói như vậy là không đúng rồi. Lời Tử Điềm nói có thật không? Ông à, oan uổng quá. Để Tử Điềm mặc quần áo mang giày cũ là sự thật, nhưng đi làm ruộng mà mặc đồ mới bị làm dơ thì sao? Cho em trai của Tử Điềm ăn bánh bao trứng gà cũng là thật, nhưng đó là vì mấy ngày đó nó bị bệnh, thật sự không có sức để cuốc đất, nên tôi mới khổ tâm làm riêng thức ăn ngon cho nó, chỉ mong cho nó mau chóng khỏi bệnh để cùng Tử Điềm đi làm việc mà thôi. Đâu ngờ là Tử Điềm, thằng nghịch tử, thân là huynh trưởng mà lại tị nạnh với em trai, còn ra thể thống gì nữa? Còn nữa, ngươi còn phỉ báng mẹ của ngươi. Nếu như truyền ra ngoài, người khác nếu như hiểu lầm mẹ kế của ngươi lòng dạ độc ác, khiến bà ấy sau này làm sao ngẩng đầu trước người khác được chứ? Ông đó, ông phải làm chủ cho tôi. Đem gia pháp lại đây. Hôm nay ta phải giáo huấn thằng nghịch tử này một trận. Con cái trong nhà phạm lỗi nhỏ, thôi bỏ đi ông à. Bảo bà đi thì đi, nhanh lên. Dân, xem ngươi sau này còn dám không ngoan ngoãn được không? Quỳ xuống. Ta xem ngươi lần sau còn dám bất kính với mẹ nữa hay không? Cha ơi, con không có mà. Vẫn còn ngoan cố à? Sách mày đã đọc đến đâu rồi? Sau này phải ráng mà học cách hiếu kính cha mẹ nghe chưa? Cha ơi, con xin cha đừng đánh Tử Điềm. Nếu đánh hay đánh con đi. Con tránh ra. Thưa cha mẹ, con đến xin cha mẹ xá tội. Điều là vì con dâu không tốt khiến cha mẹ tức giận. Tử Điềm bảo con làm cái món ăn mà cha mẹ ưa thích đến hiếu kính cha mẹ, mời cha mẹ dùng à? Bọn ta không ăn, đem đi đi. Con đã. Sao vậy? Tấm lòng hiếu thảo của con dâu đây thật hiếm có, chúng ta cũng nên nương tình. Cảm ơn cha. Thưa mẹ, mấy ngày trước thời tiết khô hạn, ruộng đồng sẽ ra nạn sâu rầy. Do đó Tử Điềm lo lắng, nóng nảy. Lúc nói chuyện với mẹ có phần ngỗ nghịch. Sau đó anh ấy rất hối hận, muốn nhờ con giải thích với mẹ, nên con đã quên nói khiến mẹ tức giận. Mẹ có thể tha thứ cho chúng con được không ạ? Ta là mẹ, sao lại tính toán với các ngươi được? Con đứng lên đi. Con cảm ơn mẹ. Vết thương của Tử Điềm sao rồi? Cha hãy yên tâm, Tử Điềm không sao cả. Anh ấy sợ cha mẹ tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì sao? Được rồi, cha biết rồi, con lui ra đi. Thật không ngờ phụ thân không phân biệt được trắng đen. Xin tướng công không nên oán giận, cha dạy dỗ là đúng. Cha vì cả nhà một mình ra ngoài bôn ba thật không dễ dàng. Chàng là con chịu thiệt một chút có thấm tháp gì chứ? Có phải không? Có thấm vào đâu sao? Sao nàng nói dễ như vậy chứ? Nàng tự mình mà chịu khổ nhục. Tướng công, thiếp biết trong tâm chàng có uổng khúc, nhưng có câu hành hữu bất đắc phản cầu chưa kỹ. Chúng ta là con cái, không được oán trời trách người, mà càng nên phản tỉnh lấy mới đúng. Cha không thể không là cha, con không thể không làm con được. Nếu như chúng ta đối với cha mẹ bất hiếu, vẫn dẫn khiến người chê cười mà còn sẽ gặp báo ứng đó. Hay cho câu cha không thể không là cha, con không thể không làm con. Ta thấy gã hàng xóm Dương Nhị đối với cha mẹ không có hiếu thuận, chỉ vì mà cuộc đời của nó cũng tốt như vậy.
Tướng công chẳng lẽ chàng quên rồi sao? Lần trước Dương Dị uống rượu sai đã nói những gì? Từ khi anh ta được làm cha, chẳng phải đã hối hận nhiều trước đây anh ta đã không đối tốt với cha mẹ sao? Nhưng mà cha mẹ của anh ấy đã qua đời, anh ấy muốn hiếu thuận cũng không còn cơ hội nữa, có phải vậy không? Tướng công, mong là đời chúng ta có con rồi, nó sẽ đối đãi với chúng ta như thế này sao? Mẹ đã mất sớm, mẹ kế và cha cùng giáo nuôi chàng lớn đến như vậy thật không dễ dàng. Cho dù thế nào, chúng ta phải nên giữ gìn gia đình hòa mục trên dưới, không thể để gia đình tan nát. Đừng đợi đến lúc con muốn chăm lo nhưng cha mẹ không còn đợi được nữa. Nàng nói đúng lắm. Tướng công, hôm nay lúc thiếp vấn an cha mẹ, cha đã không còn tức giận mà còn khen chàng nữa. Thật không? Thật mà. Cha xem văn chương của chàng nói là có tiến bộ rất lớn. Sáng sớm ngày mai ta nhất định sẽ thỉnh giáo phụ thân. Ôi da, nhờ tấm lòng nhẫn nhục của vợ chồng Tử Điềm mà nhà họ Ngô trải qua ngày tháng an ổn. Nhưng bất hạnh thay, một cơn bạo bệnh đã cướp đi sinh mạng của phụ thân Tử Điềm. Tướng công, ngài đừng cản ta nữa. Ta đã nhẫn nhịn bao nhiêu năm rồi, lần này ta phải tìm mẹ kế hỏi cho ra lẽ. Bà ta căn cứ vào đâu mà đem 2000 lạng bạc của cha ta để lại giữ làm của riêng? Bà chia cho bà ấy và em trai đều là ruộng tốt, rồi đem đám ruộng quăng chia cho ta. Cái này muốn nhịn mà nhịn không được nữa. Tướng công đừng đi mà, nàng tránh ra đi. Tướng công, tướng công. Phụ thân chết, thay vẫn chưa lạnh, chúng ta chia của sẽ khiến người ta chê cười. Chàng còn muốn đi tranh chấp là trái lời giáo huấn của tổ tiên. Tướng công từ bé đã đọc sách thánh hiền, đã hiểu đạo lý tiền của nhẹ oán nào xanh. Từ xưa đến giờ lấy đức báo oán mới là người quân tử. Tướng công chẳng phải thường kể với thiếp chuyện Mẫn Tử Khiên áo đơn đẹp lòng mẹ đó sao? Sao hôm nay chàng lại hồ đồ như vậy? Nhưng mà kế bẩu, tướng công, phụ thân trên trời có linh thiêng nhất định không muốn huynh đệ chúng ta tranh chấp, huống hồ ngỗ nghịch với mẹ là bất hiếu đó. Chàng xem hôm nay trên đời có bao nhiêu người cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, không có nhà ở, hôm nay được phân cho mảnh đất đã là may mắn lắm rồi. Đừng vì đó mà tị hiềm, mà có thiệt thòi một chút, chỉ cần chúng ta cần khổ lao động nhất định sẽ có cuộc sống tốt thôi. Nàng quả thật là hiểu đại lễ, rành đại nghĩa, đều trách ta bất giác hồ đồ, uổng công đọc sách thánh hiền. Tướng công, mấy năm sau, đứa em trai đam mê cờ bạc của Tử Điềm không những đã đem sản nghiệp thừa kế của nó thua bạc hết sạch, ngay cả ruộng vườn dưỡng già của mẹ già Đường Thị cũng đem đi bán. Đường Thị vì đứa con cưng của bà chỉ trong chốc lát lâm vào cảnh khốn cùng, không còn cơm ăn áo mặc. Và cũng trong thời gian đó, vợ chồng Tử Điềm nhờ vào sự cần lao vất vả biến cuộc sống trở thành ăn mặc sung túc. Tướng công, hôm nay ta trên đường nhìn thấy mẹ. Thấy mẹ, mẹ như thế nào? Không ra sao cả, lưu lạc trên đường. Hôm nay chỉ có bao nhiêu tiền vậy? Không đủ cho con chơi bột kèo nữa. Con à, thưa mẹ. Được rồi, đừng lắm lời nữa. Ăn cơm xong rồi hãy mau đi chẻ củi đi. Lớn như thế này rồi mà không hiểu chuyện gì cả, cả ngày chỉ biết đọc sách. Chúng ta hãy mau mau đưa mẹ và em trai về nhà đi. Nhưng mà sao chứ? Tướng công, tuy không phải là do mẹ sanh ra, nhưng cái từ ngày mẹ được gả vào nhà của cha thì bà ấy đã là mẹ của chúng ta rồi. Nếu như chúng ta không đoái hoài đến mẹ, không lẽ không bị mang tiếng bất hiếu sao? Huống hồ mẹ đối với chàng có ân nuôi dưỡng, chúng ta làm sao có thể nhẫn tâm để mẹ như vậy được chứ? Tướng công, ân trời có đức hiếu sinh, phụng dưỡng mẹ là bổn phận của chúng ta. Như vậy cha ở nơi chính suối mới an lòng được, chúng ta mới xem là tận hiếu được. Nương tử, nàng nói rất có lý. Nhưng mà để họ ở đâu bây giờ? Chúng ta hãy để mẹ ở gian nhà chính có được không? Mẹ mấy năm nay đã ăn xương nằm gió, nhất định đã bị bệnh viêm khớp. Gian nhà chính ánh sáng đầy đủ, mẹ ở đó sẽ thoải mái. Nương tử quả thật là người vợ hiền đức.
Mẹ, không ngờ anh trai và chị dâu lại đưa chúng ta về đây ở. Bọn chúng có lòng tốt như vậy, e là đang làm cho người khác xem đấy mà. Sợ người khác nói chúng là bất hiếu. Thật vậy sao? Mẹ ơi, trời nóng, con nấu cho mẹ nước quả mận, mẹ uống để dễ nhiệt. Mẹ ơi, mời mẹ từ từ uống, cẩn thận kẻo nóng. Em trai cũng có phần cho em, để chị lấy một bát cho em. Con thấy chị dâu tốt thật lòng với chúng ta mà. Tướng công, chẳng nghe bên ngoài có tiếng gì vậy? Để ta ra ngoài xem sao. Em, sao em ra đây? Anh à, anh để em ra ngoài đánh một gián nha. Không thể nào. Mẹ, sao mẹ vậy rồi? Em trai, em trai lại đánh bạc nữa rồi, lại leo tường ra ngoài đánh bạc rồi. Chỉ ngăn cản em không cho ra ngoài thôi, không phải là biện pháp tốt. Xem ra cần phải nghĩ cách. Nếu có cách thì đã bắt nó bỏ thói đánh bạc rồi. Đồng thời vì giúp nó bỏ cờ bạc, ta mỗi tối đều kèm nó đọc sách. Nàng cũng làm thức ăn ngon cho nó, nhưng nó vẫn thói nào tật nấy. Thiếp có một ý này. Là ý gì? Khi sư mệnh mẫu ba lần về nhà, chúng ta sẽ không thử xem. Tạm thời để em trai ở tại căn phòng trống, ở nhà mẹ tiếp. Đợi em nó bỏ đánh bạc rồi thì dọn lại gì đây? Cũng được. Có lẽ những người bạn cờ bạc của nó sẽ không chạy đến nơi xa xôi như vậy để tìm nó. Thân bị thương cha mẹ lo, thân bị thương cha mẹ lo, đức tổn thương cha mẹ tuổi. Anh à, trước đây đều là em không tốt, sau này em sẽ không đánh bạc nữa. Em à, biết sửa lỗi không còn lỗi. Thưa mẹ, mẹ ơi, tướng công, hãy mau qua đây. Sao vậy? Chàng xem, hình như mẹ bị bệnh rồi. Hãy mau đi mời đại phu đến đây. Nhưng bây giờ đã quá nửa đêm rồi, đại phu làm sao đến được chứ? Vậy hãy đến nhà của đại phu đi. Chậm trễ e rằng sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình đó. Vậy thì tha và em trai cùng đi. Được rồi, đi được cẩn thận. Mẹ, mẹ tỉnh rồi. Ta, mẹ, mẹ bị bệnh. Nếu như không có anh trai và chị dâu thì con đã không thể còn nhìn thấy mẹ nữa rồi. Mẹ ơi, mẹ vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Đúng vậy à, mẹ đừng ngồi vậy, mẹ hãy nằm nghỉ ngơi nhiều đi. Con mời mẹ. Mẹ ơi, mẹ không sao chứ? Mẹ ơi, mà lần này tôi đi rồi, việc nhà đều giao lại cho bà. Tử Điệp mặc dầu bất hiếu, nhưng hãy nghĩ tình phu thê của chúng ta mà đối xử tốt với Tử Điệp. Tài sản tôi chia làm ba phần, bà và các con mỗi người một phần, Tử Điệp cũng được một phần. Ông à, ông đi rồi làm sao tôi sống đây? Mẹ ơi, vì sao mẹ khóc vậy? Có phải con dâu lỡ làm gì sai khiến mẹ tức giận không? Con dâu à, mẹ xin lỗi các con. Mẹ đối với các con không tốt như vậy mà các con không hề trách lỗi, khiến mẹ không còn mặt mũi nào. Xin mẹ đừng nói như vậy. Có thể hiếu kính mẹ cũng là phúc phần của chúng con. Thưa mẹ, con cũng có nhiều chỗ không tốt. Đúng à, các con hãy mau mau đứng lên. Mẹ ơi, anh ơi, em à, lấy oán báo oán, lấy ác báo ác, tuy không thể giải quyết được vấn đề mà còn làm cho mẫu thân và cừu hận càng lớn hơn. Nếu như có thể lấy đức báo oán, khoan dung độ lượng thì sẽ hóa giải ân oán. Chúng ta phải tin là nhân chi sơ tính bổn thiện, chỉ cần dùng đức hạnh và tâm chí thành thì có thể cảm hóa được gia đình, cảm hóa người đời. Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ, Liên Tú cư sĩ. Địa chỉ email: vongtaycusi@gmail.com. Người đọc:
hạnh quang, phát tâm cúng dường, do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.